Thưa quý vị, giấy phép xây dựng được xem là cánh cửa để chủ đầu tư có thể triển khai dự án. Tuy nhiên thực tế hiện nay thì không ít công trình vẫn được triển khai, thậm chí là giao bán rầm rộ trong khi dự án chưa được cấp phép. Phản ánh của nhóm phóng viên Đỗ 24 giờ. Dự án căn hộ thông minh, lợi ích tích hợp, cảnh quan đẹp đẽ, vị trí đắc địa, nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ là những mỹ từ mà chủ đầu tư dành cho một bãi đất trống thuộc dự án Oan 18 Long Biên, Hà Nội. Mặc dù dự án này chưa có giấy phép xây dựng, nhưng chủ đầu tư đã rầm rộ giao bán ầm ĩ khắp nơi. Mình bán là từ ngày 30 tháng 11, là chưa được 2 tháng. Và những căn này là mình bán rồi hết, chỉ còn căn 3 phòng. Đấy. Trên thực tế, không chỉ có dự án Oan 18 Long Biên mới có tình trạng chủ đầu tư đi trước một bước khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép mà đã giao bán hay xây dựng. Một trường hợp khác có thể kể đến, đó là dự án tổ hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại C1 Pháp Vân, tự ý thi công móng dù chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép. Khi mà các cơ quan nhà nước phát hiện ra thì họ có thể dùng các mối quan hệ để đảm bảo cái dự án của mình vẫn được thi công xây dựng đầy đủ. Khi xây dựng, các chủ đầu tư có rất là nhiều vấn đề mà họ phải xem xét đến, tức là cái mục đích dự án đầu tư của họ không đúng theo quy định của luật xây dựng, hoặc là cái quy mô của họ cũng như các dự án, các chi tiết khi thiết kế cái dự án đấy không đảm bảo cái quy chuẩn mà nhà nước quy định, nên họ cố tình né tránh cái việc xây dựng đấy. Nhà dân mà chỉ cần đổ vật liệu thôi là nó đã đội xây dựng đến hỏi rồi, để phép đâu. Hú ngộ lại nhà C18 rồi. Mà cái chuyện này là thực ra mà nói là nó vẫn cái màu sắc tham nhũng nó nằm ở đây rồi. Lợi ích nhóm nó ở đây rồi. Và cái lỗi này là lỗi chính quyền. Quay trở lại với dự án C1 Pháp Vân. Mặc dù dự án đã bị cơ quan chức năng đình chỉ thi công, nhưng chẳng ai dám đảm bảo rằng chủ đầu tư không tiếp tục triển khai sau đó. Chế tài thì đã có, song áp dụng như thế nào để đạt hiệu quả thì lại là chuyện khác. Khi mà chính chủ đầu tư vẫn còn xem nhẹ, các cơ quan quản lý chưa thực sự quyết liệt, thì tình trạng xây dựng không phép vẫn còn diễn ra là điều dễ hiểu.